Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có lên thêm một số đồ nghề Nhật bãi các bác nhé. Hôm nay thì giá cả rất là ưu đãi luôn các bác này. Đó, giá cả đồ nghề rất là ưu đãi cho các bác luôn nhé. Đó, hôm nay rất là nhiều đồ nghề luôn. Nay thì có hai cây dao cắt thuốc các bác nhé. Và có một cây xẻng đào này. Đó, xẻng đào loại lớn và kéo tỉa hàng rào. Rồi cuốc chim các bác nhé, xẻng gấp này. Đó, và móc lốp xe này các bác. Đó, móc lốp xe và các loại búa này. Đó, eto, rồi có một cục đe các bác nhé, kìm cộng lực, đó, kìm cắt sắt các bác nhé. Đó, và đặc biệt hôm nay thì có một cây búa của Pháp các bác nhé. Đó, một cây búa của Pháp và búa chạm rồng hổ này. Đó, rồi rìu quân đội. Đó, và rất là nhiều các loại búa rìu, rồi dao đi rừng các bác nhé, dao đi rừng, dao bếp, các loại dao găm này. Đó, có liếc dao, rũa dao và các loại kéo cắt cành, cắt tôn các bác nhé. Đó, kéo cắt cành, kéo cắt tôn và các loại kìm. Đó, rất là nhiều đồ nghề hôm nay. Thì các bác vào theo dõi video thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới các bác nhé. Mã số đầu tiên hôm nay thì là mã số H1 các bác nhé. Mã số H1 này. H1 là một cái cây dao cắt thuốc các bác nhé. Đó, con này thì nó là hàng rèn thủ công của Nhật này. Đó, nó là thép thủ công các bác nhé. Đây, con này thì bề mặt rất là đẹp luôn, không rỗ rỉ gì các bác nhé. Đó, em vệ sinh rất là sạch sẽ, đẹp rồi các bác này. Đó. Đây, lưỡi của nó thì rất là sắc bén luôn các bác nhé. Đó, thép thủ công rất là bén luôn, không có bị mẻ nhá. Không xước mẻ gì hết. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được là 29 cm các bác nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng 29 cm, lưỡi rất là bén nhá. Đó, đây phần cán gỗ tay cầm các thứ còn tem mác của Nhật đây các bác nhá. Cán gỗ các thứ đẹp này. Đây, và phần chân thì có 4 lỗ để các bác về bắt vít vào tấm gỗ hoặc là bàn để các bác sử dụng cắt thuốc các bác nhá. Đó, thép rèn thủ công của Nhật rất là bén nhá. Đó, mã số H1, cái này 380 các bác nhá. H1 380. Mã số 22 cũng là một cái cây dao cắt thuốc. Con này thì nó cũng là thép rèn thủ công của Nhật luôn các bác nhá. Thép thủ công. Đó, lưỡi thì rất là bén nhá, không có bị mẻ các bác nhá. Đây, lưỡi không xước mẻ gì hết, rất là sắc bén nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng của con này thì chiều dài lưỡi sử dụng con này nó cũng được 29 cm các bác nhá, 29 cm. Đó, đây. Phần cán gỗ tay cầm các thứ thì còn đẹp chắc chắn này các bác. Đó, đây. Đó, phần chân thì nó cũng có 4 lỗ đây các bác nhá. Về các bác bắt vít vào bàn để các bác sử dụng cắt thuốc các bác nhá. Đó, thép rèn thủ công của Nhật. Đó, cây dao cắt thuốc mã số H2 cái này cũng là 380 các bác nhá. H2 là 380. Mã số H3. Mã số H3 là một cái cây xẻng đào loại lớn này các bác. Đó, xẻng đào loại lớn. Đây, con này thép của Nhật thì rất là dày dặn cứng cáp các bác nhá. Đó, cái này thì các bác sử dụng không biết bao giờ nó mới hư hỏng được luôn. Đó, bề mặt lưỡi đẹp không có rỗ các bác nhá. Đó, con này sử dụng đào thì rất là ngon luôn nhá. Đó, đào rất là ngon, thép rất là cứng luôn. Cán gỗ tay cầm còn đẹp này các bác. Đó, đẹp và có cả mộc ở trên cán đây các bác nhá. Tay cầm có trợ lực này. Cái này thì tổng chiều dài cả cán nó khoảng được 1 mét các bác nhá. Và chiều dài lưỡi xẻng thì được là 29 cm. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 22 cm. Đó, cây xẻng đào mã số H3, cái này là 400 các bác nhá. H3 là 400.000. Đến mã số tiếp theo, mã số H4. Đến mã số H4. H4 là một cái cây kéo tỉa hàng rào các bác này. Đó, cây kéo tỉa hàng rào. Cây này thì rất là mới luôn này các bác. Đó, bề mặt lưỡi của nó đẹp đấy các bác này. Có vân da cóc này các bác. Đó, lưỡi của con này thì nó hơi cong nhẹ các bác nhá. Đó, lưỡi không có mẻ nhá, rất là bén luôn nhá. Đó, ốc rời này, các bác có về có thể tháo ốc ra và mài lưỡi kéo được nhá. Đó, hai mặt đều có vân da cóc này, rất là đẹp này các bác. Đó, đây. Cán gỗ mới tinh luôn, tem mác của Nhật còn đây, và tay cầm có bọc cao su các bác nhá. Tay cầm bọc cao su. Đó, nó có 1-2 vết rách nhẹ ở trên cán thôi. Tổng chiều dài cây kéo tỉa hàng rào này thì nó dài được là khoảng 62 cm. Và chiều dài lưỡi sử dụng con này là 13 cm các bác nhá. Đó, một cây kéo tỉa hàng rào khá là mới các bác. H4 cái này 250.000. Mã số tiếp theo H5 là một cây kéo tỉa hàng rào. Cái này thì hiệu của nó là hiệu con cua các bác nhá. Đây, nó có hiệu con cua đóng ở trên con ốc chốt này các bác. Về mặt lưỡi của con này thì cũng khá là đẹp đấy các bác nhá, không có bị rỗ nhá. Đó, thép rèn thủ công, lưỡi không mẻ các bác nhé, rất là sắc bén luôn nhé. Đó, đây cán gỗ đây các bác, đó khá là đẹp. Tem mác thì ở trên cán nó cũng bị bong chóc rồi. Chiều dài cả cán của cây này thì nó được là 53 cm và chiều dài lưỡi kéo thì được là 16 các bác nhé. Đó, mã số H5 cái này 180.000. Mã số tiếp theo H6 là một cái cây kéo tỉa hàng rào loại nhỏ đây các bác nhé. Đó, loại nhỏ. Con này thì lưỡi kéo của nó là thép trắng không gỉ các bác nhé, thép trắng không gỉ này. Đây có chữ có mộc ở trên lưỡi kéo đây các bác nhé. Đó, lưỡi thì nó không được bén mấy, về các bác có thể mài thêm cho nó sắc bén rồi các bác sử dụng các bác nhá.
Đó, nó là thép trắng không gỉ, rất là sáng và đẹp luôn nhá. Đó, đây cán gỗ đẹp chắc chắn này. Cán của nó hình có hình đốt trúc này các bác. Chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó là 42 cm và chiều dài lưỡi kéo thì được là 14 cm các bác nhá. Mã số H6 cái này 150.000. Mã số tiếp theo H7. H7 là một cái lưỡi cuốc một cái lưỡi cuốc các bác nhá. Lưỡi này thì hiệu con voi này các bác. Đây. Đây nó có hình con voi này các bác này. Đó, chữ steel này. Đó, lưỡi cuốc hiệu voi rất là nổi tiếng của Nhật các bác nhá. Lưỡi này thì bề mặt của nó không được đẹp mấy đâu các bác. Đó, nhưng mà thép của Nhật thì nó rất là cứng cáp nhá. Các bác sử dụng thì không biết bao giờ nó về hư hỏng được luôn. Đó, thép rèn thủ công rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, hiệu con voi đấy các bác. Đó. Chiều dài lưỡi cuốc là 19,5 và chiều rộng lưỡi của nó thì được là 10,5 cm. Độ dày lưỡi cuốc này thì dày được 4 ly các bác nhá. Đó, lưỡi này rất là dày dặn cứng cáp luôn. Đó, nó không được đẹp lắm đâu nhưng mà cái này các bác mua về sử dụng thì còn rất là ngon các bác nhá. Đó, hiệu con voi này. Đó, mã số H7 lưỡi này 170 các bác nhá. H7 170.000. Mã số tiếp theo H8. H8 là một cái lưỡi cuốc chim này các bác này. Đó, lưỡi cuốc chim loại lớn này. Đây, con này thì cũng là thép rèn rất là cứng cáp luôn. Bề mặt lưỡi thì không có rỗ các bác nhá. Đây các bác có thể thấy này. Không rỗ, lưỡi thì không có mẻ các bác nhá. Tổng chiều dài của cái lưỡi cuốc chim này thì nó được khoảng tầm 31 cm các bác nhá. Đó, tổng chiều dài là 31 cm. Đó, thép rất là dày dặn và cứng cáp luôn nhá. Đó, đây. Lưỡi cuốc chim H8 này 180 các bác nhá. Đó, H8 này là 180.000. Mã số tiếp theo H9. Mã số H9 là một cái cây cuốc chim này các bác này. Đó, cây cuốc chim. Đây, cây này thì cái lưỡi thì lớp sơ mạ nó bị bong tróc mới một ít thôi. Đó, còn lại thì rất là đẹp đây các bác này. Đó, các bác có thể thấy này khá là mới nhá, lưỡi không mẻ các bác nhá. Đó, không mẻ, cán gỗ đẹp chắc chắn này các bác này. Đó, cán gỗ rất là đẹp. Chiều dài tổng của cái lưỡi cuốc chim này thì nó được khoảng 27,5 các bác nhá. Tổng chiều dài phần cán là cán dài 48, đó. Còn chiều dài lưỡi là 27,5. Đó, cán dài 48 cm các bác nhá. Đó, mã số H9, cây cuốc chim này 220 các bác nhá. H9 là 220. Mã số tiếp theo H10. Mã số H10 là một cái cây xẻng gấp này các bác này. Đó. Đây, một cái cây xẻng gấp các bác nhá. Đó. Con này thì nó có hiệu đóng chìm ở trên lưỡi xẻng đấy các bác này. Đây nó có hiệu NGS của Nhật các bác nhá. Đó, hiệu NGS của Nhật. Con này do để ở bãi nên là mặt trước này cái lớp sơ mạ nó cũng bị bong tróc mất một phần rồi này. Đó, bong tróc mất một ít rồi. Đó, mặt sau này thì còn đẹp này các bác này. Đó, con này nó không có rỗ đâu các bác nhá. Cái lớp sơn nó bị tróc ít thôi. Đó, thép thì nó rất là cứng cáp luôn các bác nhá. Đó. Xài rất là bền luôn, cán thì đẹp chắc chắn đây các bác nhá. Đó, con này thì các bạn có thể vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Đó, các bác gập lại thì nó thành một chiếc cuốc và có một đầu nhọn bới đất này. Đó, đây trên cán thì tem mác cũng còn đây. À, khi không sử dụng nữa thì các bác có thể gập cây này lại nhá. Đó, cho vào túi sách ba lô đi du lịch dã ngoại này. Đó, rất là tiện lợi. Hoặc là các bác có đi xe hơi thì bỏ trên xe hơi nó cũng rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Về kích thước thì tổng chiều dài cả cán của cây xẻng này thì nó khoảng tầm 63 cm. Và chiều dài lưỡi xẻng là 19 cm, chiều rộng lưỡi của nó là 14. Đó. Đó, cây xẻng gấp mã số H10 này 370 các bác nhá. H10 370. Tiếp theo H11. Đến mã số H11 là một cái cây xẻng gấp các bác nhá. H11 một cây xẻng gấp. Cây này thì hàng mới chưa xài đâu các bác. Nó còn nguyên lớp sơn luôn. Đây. Các bác có thể thấy này, rất là đẹp luôn này, còn nguyên sơn nhá. Nó có một cạnh răng cưa đây các bác. Đó, con này thì cũng vừa làm xẻng vừa làm cuốc được các bác nhá. Đó, gập lại thì thành một chiếc cuốc và có một đầu nhọn để bới đất này. Đó. Con này thì không sử dụng các bác có thể gập lại rất là tiện lợi luôn nhá. Đó, đây. Gặp lại như này nó rất là gọn gàng này các bác này. Đó, cho túi sách ba lô. Đó, các bác có đi dã ngoại đi cắm trại nhá. Đó, có đi cắm trại đem theo. Vừa cuốc vừa xẻng. Tổng chiều dài của cây này thì tổng chiều dài cả cán nó khoảng tầm 59 cm. Và chiều dài lưỡi xẻng thì được là 21. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 15 các bác nhá. Đó, nó có con ốc vặn ở đây này các bác này. Có con ốc vặn đây. Đó, cây này hàng chưa xài đâu các bác. Đó. Còn nguyên sơn luôn và nó được đựng trong một cái túi bằng vải đây các bác nhá. Đó, nó có cái túi vải này rất là tiện lợi nhá. Đây, các bác không sử dụng nữa thì các bác có thể cho vào trong túi này. Đó. Đó, không sử dụng nữa thì các bác có thể bỏ vào trong túi này nhá, rất là tiện lợi gọn gàng này. Đó, mã số H11 cây xẻng này là 220 các bác nhá. H11 là 220. Mã số tiếp theo H12. H12 là một cái cây xẻng nhỏ này các bác. Đó, cây xẻng nhỏ.
Con này thì ở trên bề mặt lưỡi, ở mặt sau của nó thì đóng chìm rất là nhiều chữ tiếng Anh này các bác này. Đây nó toàn chữ tiếng Anh thôi các bác. Đó, rất là nhiều chữ tiếng Anh. Đây, thép của con này nó cũng rất là cứng các bác nhá. Đó, thép rất là cứng. Cán thì người ta có bọc nhựa này các bác, bọc nhựa cứng luôn các bác nhá. Đó, cán bọc nhựa cứng. Nó có một cạnh răng cưa ở trên lưỡi đây các bác. Chiều dài của cây xẻng này là 30 cm. Và chiều dài lưỡi xẻng thì là 14 và chiều rộng lưỡi là 10 cm. Đó, con này thì mấy bác có đi cắm trại đem theo cũng được này. Nó rất là tiện lợi, nó nhỏ gọn thôi. Đó, rất dễ sử dụng nhá. Đó. Mã số 212, cây xẻng này 130 các bác nhá. 212 là 130. Cái mã số tiếp theo là H13. Cái mã số H13 là một H13 là một cái cây, một cái cặp móc lốp xe các bác nhá. Một cặp móc lốp xe. Đây, cặp này thì sử dụng để móc lốp xe hơi này các bác này. Đó, hiệu thì là Glory của Nhật này. Đó, Tiger River Glory. Và size là size 430mm các bác nhá, dài 43 cm. Đó, dài 43 cm. Và thép của nó là thép rèn này, rất là cứng cáp luôn, drop forged steel này. Đó, nó có một đầu là đầu dẹp các bác nhá, và một đầu là đầu lưỡi cong. Đó, một đầu dẹp, một đầu lưỡi cong. Dài 43 cm. Và cái cặp móc lốp này thì nó rất là dày luôn các bác. Nó dày được là 9 ly đấy các bác. Đó, rất là dày nhá. Đó, dày dặn cứng cáp, dày 9 ly. Cái này các bác xài thì không biết bao giờ nó bị hư hỏng được nhá. Rất là bền luôn nhá. Đó, sử dụng móc lốp xe hơi. Đó, cái này thì móc có thể cũng móc xe máy được đấy các bác. Đó, này nốt xe máy, này nốt xe hơi cũng được đấy. Đó, mà này chuyên sử dụng này nốt xe hơi hơn. Đó, mã số H13 cặp này 280 các bác nhá. H13 là 280 một cặp móc lốp xe. Mã số tiếp theo H14. H14 là một cái cây, cũng một cái cây có thể sử dụng để nạy lốp xe này. Hoặc là cái này nó cũng như một cây xà beng thôi, các bác có thể bẩy nạy cái gì thì bẩy này. Đó, bẩy nạy tấm gỗ hay bẩy cái gì thì bẩy các bác nhá. Nó là thép rèn các bác nhá, thép rèn và thép đúc này, thép đặc luôn nhá, cán thép đặc luôn. Đó, nó là cứng cáp luôn nhá. Đây, phần đuôi của nó như thế này các bác nhá. Và phần đầu thì người ta có rèn lưỡi là lưỡi cong. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này thì mịn màng, không có bị rỗ rỉ gì hết nhá. Chiều dài của cây này thì nó dài được là 50,5 cm. Đó, dài 50,5 cm các bác nhá. Đó, sử dụng móc lốp xe hay là bẩy nậy gì thì bẩy các bác nhá. Đó, mã số 214 180 các bác nhá. 214 là 180. Mã số tiếp theo 215 là một cái cây đục gỗ này các bác, cây đục gỗ. Đó, con này thì lưỡi đục của nó là hai lớp thép các bác nhá. Đó. Đây, bên Nhật người ta ghép hai lớp thép ghép này các bác này. Bề mặt lưỡi thì rất là đẹp luôn, không có một vết rỗ gì hết các bác nhá. Đó, mịn màng này, đẹp này. Đó, có mộc ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, chữ đóng chìm trên lưỡi. Và con này thì lưỡi của nó thì em chưa có mài đâu các bác. Đó. Đây, cái này thì về các bác mài bén đi rồi các bác sử dụng nhá. Lưỡi em chưa có mài các bác nhá. Đó, về các bác mài rồi các bác sử dụng. Đây, cán gỗ đẹp chắc chắn đây các bác. Đó, đây, phần đầu đóng của nó cũng đẹp này. Chiều dài của cây đục gỗ này thì nó dài được là 56 cm các bác nhá. Chiều dài 56 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được là khoảng tầm 2,4 các bác nhá. Chiều dài phần lưỡi sử dụng của nó là rộng 2,4 cm. Đó, hai lớp thép ghép. Đây, cây đục gỗ mã số H15 này 180.000. Mã số tiếp theo H16. H16 là một cái cây rùa gỗ các bác nhá. Cây rùa gỗ, cây này hiệu Shinto của Nhật này. Đó, Shinto của Nhật. Nó có một cạnh, một mặt là răng thưa và một mặt là răng dày này các bác. Đó, răng của nó thì còn rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đó, phần cán thì nó cũng bị chóc một ít sơn mạ trên cán thôi. Đó, còn hiệu đây các bác nhá, hiệu Shinto của Nhật. Chiều dài của cây rùa này thì được là 34 cm. Và chiều dài lưỡi rùa thì được là 22,5. Chiều rộng lưỡi rùa thì được khoảng tầm 2,8. Đó. Đó, cái này mấy bác có làm thợ mộc ạ, sử dụng rùa gỗ thì rất là ngon đấy các bác. Đó, mã số 216, cây rùa này 130 các bác nhé. 216 là 130. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo, mã số H17 các bác nhé. Đó. Mã số 27 là một cái cây búa đinh này các bác này, cây búa đinh. Cây búa này thì hiệu của nó là Yamaguchi. Đó, có logo hình vương miện này, Japan này. Đó. Cái này thì cũng còn khá là mới đây các bác. Đó, đây các bác có thể thấy này. Và phần đầu đóng đinh của nó đây rất là đẹp luôn, các bác có thể thấy này. Chưa có cấn dập gì hết các bác nhá. Đó, láng mịn luôn này. Đó, đầu đóng đinh rất là đẹp luôn nhá. Và đầu chữ V nhổ đinh đây thì cũng không có sứt mẻ gì hết. Đó, trên đầu búa đây cũng có logo vương miện này. Đó, hiệu Yamaguchi. Và cán của cây này thì nó là cán ống thép các bác nhá. Đó, các bác xài cán ống thép thì nó rất là bền luôn.
Đó, tay cầm thì có bọc cao su. Chiều dài của cây búa đinh này thì nó dài được là khoảng 30 cm. Đó. Chiều dài phần đầu búa của nó là 11,5 và đường kính đầu đóng của cây này thì nó khoảng 2,3 cm. Cân nặng của cây búa đinh này được 450 g các bác nhá, nặng 450 g. Mã số H17 200.000. Mã số tiếp theo H18. Mã số H18 là một cái cây búa đinh, cây này hiệu Doc Du các bác nhá. Đó, cái này hàng chưa qua sử dụng đâu. Đây, các bác có thể thấy này. Đầu búa thì còn nguyên cả cái lớp sơn mạ luôn các bác nhá, chưa bị cấn dập gì hết nhá. Và đầu chữ V nhổ đinh đây cũng rất là đẹp luôn. Đó, đầu chữ V nhổ đinh đẹp. Con này thì đặc biệt là cán của nó là bằng sợi thủy tinh các bác nhá, cán sợi thủy tinh. Đó, xài cán sợi thủy tinh nó rất là bền đấy các bác. Đó, còn tem mát hiệu Doc Du này. Đây, ở trên cán thì có bọc cao su đây, made in Japan này. Đó, made in Japan, cán thì liền lạc, không có chảy xước rách lưới gì hết các bác nhá. Chiều dài của cây búa đinh này thì nó dài được là 38 cm các bác. Đó, dài 38 cm và cân nặng của cây búa này được 600 g. Đó, cây này xài rất là bền các bác, cán sợi thủy tinh. Mã số H18 270.000. Mã số tiếp theo H19 là một cái cây búa bát giác hiệu Z này các bác. Đây, tem mát còn nguyên đây các bác nhá, hiệu Z. Và trên phần đầu búa của nó thì cũng có đóng chìm hiệu đây các bác nhá, hiệu Z rất là nổi tiếng của Nhật nhá. Đó, đây trên đầu búa thì còn cái lớp sơn mạ đen này. Đây, đầu búa thì chưa có cấn dập gì các bác nhá, đầu búa đẹp này. Đó, các bác có thể thấy hai đầu búa đều đẹp nguyên nhá, cán gỗ mới tinh luôn nhá. Chiều dài của cây búa này thì dài được là 30 cm và chiều dài phần đầu búa của nó khoảng 10 cm. Đường kính đầu đóng của cây này thì nó là 3,5. Và cây búa này thì nặng tổng thể là 1,1 kg các bác nhá. Đó, nặng tổng thể 1,1 kg. Mã số H19 là 220.000. Mã số tiếp theo H20. H20 là một cái cây búa bi hiệu KTC. Đó, con này đây có hiệu đây các bác, KTC PH45-323 này. Đầu búa của nó thì là thép rèn các bác nhá, nên là nó rất là cứng luôn nhá. Đó, xài hàng của KTC thì rất là bền luôn các bác nhá. Đó, đầu láng ngon luôn này, không có cấn dập gì nhá các bác nhá. Đó, và đầu bi đây cũng đẹp này. Cán của cây này thì nó là cán ống thép các bác nhá. Đây, cán ống thép thì nó bị trong một vài vết xi mạ một xíu này. Đó, cán ống thép. Đây, và trên tay cầm thì bọc cao su đây các bác nhá. Đây, đuôi cán Japan này. Tay cầm thì không có chảy xước rách lưới gì đâu. Chiều dài của cây búa bi này thì nó dài được là 31 cm. Và cân nặng của cây búa bi này được 700 g các bác nhá. Nặng 700 g, mã số H20 là 220.000. Mã số tiếp theo H21. H21 là một cái chiếc Eto kẹp bàn các bác nhá. Đó, chiếc Eto này thì tem mát của Nhật còn nguyên đấy các bác, hiệu Lucky. Đó, hiệu Lucky của Nhật. Khá là đẹp đấy các bác này. Đó, nó có một hai vết chóc một sơn mạ một xíu thôi các bác nhá, không ảnh hưởng gì, khá là mới. Đây, hiện kẹp khít đẹp này và nó có một cái mặt đe nhỏ ở đây này các bác. Đó, rất là tiện nhá. Các bác vừa kẹp vừa có thể cho dụng cụ nhỏ nhỏ lên trên này gõ được. Miệng kẹp của cái này rộng 5 cm các bác nhá. Đó, miệng kẹp rộng 5 cm. Đây, ốc vặn các thứ thì hoạt động trơn tru mượt mà nhá, không có kẹt cứng gì hết các bác nhá. Chiếc Eto này thì nó nặng được khoảng nó nặng là 750 g các bác nhá. Nặng 750 g, mã số H21 là 220.000. H21 là 220. Mã số H22 cũng là một chiếc Eto kẹp bàn. Đây. Chiếc này thì gần như là chưa xài này các bác này, còn nguyên tem mát hiệu Avalon của Nhật các bác nhá. Avalon của Nhật. Đây, miệng kẹp của nó thì khít đẹp nguyên này. Đó, gần như là chưa sử dụng luôn, nó chỉ dính do để bãi, nó có một số vết ố thôi. Đó, cái này lớp sơn của nó còn khá là mới đấy các bác. Đó, ốc vặn các thứ thì hoạt động trơn tru nhá. Đó. Miệng kẹp của cây này thì nó rộng được khoảng cũng 5 cm các bác nhá. Miệng kẹp rộng 5 cm. Đây, ốc vặn các thứ thì trơn đây các bác nhá, không có kẹt cứng gì hết các bác. Đó, đó, miệng kẹp đẹp đây các bác nhá. Chiếc tô này thì nó nặng khoảng tầm 800 g đấy các bác. Đó, em có cân rồi, nặng khoảng 800 g. Đó, mã số H22 là 220 các bác nhá. H22 cũng 220. Mã số tiếp theo H23 là một chiếc Eto kẹp bàn loại lớn nhá các bác nhá. Đó, loại lớn này. Chiếc này thì khá là mới, các bác có thể thấy lớp sơn của nó rất là mới luôn nhá. Đó. Và đây các bác có thể thấy cái trục ở bên trong này của nó mới tinh luôn này. Đó, các cái ốc vặn đây mới tinh luôn các bác nhá. Đó, chưa có bị reset gì hết. Đó, miệng kẹp thì khít đẹp này các bác này. Nó miệng kẹp khít đẹp. Đây, ốc vặn trơn tru mượt mà các bác nhá. Đó, nó không kẹt cứng gì hết các bác nhá. Miệng kẹp của chiếc Eto này thì nó rộng là 6,2 cm các bác nhá. Đó, rộng 6,2. Và chiếc Eto này thì nó nặng được nó nặng là 1,6 kg các bác nhá. Đó, nặng 1,6 kg. Đó, một chiếc Eto kẹp bàn gần như là mới luôn các bác. Mã số H23 là 350.000 các bác nhá. H23 350.000. Mã số tiếp theo H24 là một cái cục đe thép của Nhật này các bác.
Đó, H24 là một cái cục đen thép của Nhật. Cục đen này thì hiệu của nó là hiệu Eron này các bác này. Đó, tem mác hiệu Eron nhá. Đó, con này thì do để bãi nên là cái lớp sơn mạ nó bị bong chóc một phần này. Đó, một số chỗ bị bong chóc lớp sơn mạ. Đây bên này thì có đóng chữ Japan đây các bác này. Đó, đóng chữ Japan. Đó, đe mũi thuyền các bác nhá, có mũi thuyền, đe rất là xịn luôn. Bề mặt thì đó, cũng khá là đẹp này, hàng người ta xài lướt thôi các bác. Đó, người ta xài lướt thôi, bề mặt thì khá là đẹp. Đó, hiệu Eron rất là nổi tiếng của Nhật các bác nhá. Chiều dài tổng cái mặt đe tính cả mũi thuyền thì dài tổng là 13,5 này các bác. Còn mặt đe để các bác sử dụng thì nó dài được là khoảng 9,5. Chiều rộng mặt đe thì được là 4,3 và chiều cao của cục đe này thì cao được 6,5 cm. Và cân nặng của nó thì khoảng tầm 600g các bác nhá. Đó, nặng khoảng 600g. Và phần chân của nó thì có 4 lỗ đây. Để các bác có thể bắt vít vào tấm gỗ hoặc là bàn để các bác sử dụng nhá. Đó. Cục đe mã số H24 này là 400.000 các bác nhá. H24 là 400. Mã số tiếp theo H25. H25 là một cái cây kìm cộng lực này, cây kìm cắt sắt các bác nhá. Cây kìm cắt sắt hiệu MCC size 300. Đây, MCC Japan này. Và cây này thì nó cắt sắt được là 5 ly các bác nhá, cắt sắt 5 ly. Đó, còn khá là đẹp đây, cán của nó là bằng thép luôn các bác nhá. Có dấu nội địa Nhật này. Đó, đây, miệng của cây này đẹp các bác nhá. Không có bị sứt mẻ cấn dập gì hết các bác nhá. Đó, lưỡi cắt của cây này đẹp nguyên. Chiều dài của ấy, cây kìm này thì nó dài được là 31,5 các bác nhá. Dài 31,5 cm. Đó, một cây kìm cắt sắt, cái này cắt sắt được 5 ly các bác. Mã số H25 cái này 200.000. Mã số tiếp theo H26 cũng là một cái cây kìm cắt sắt các bác nhá. Cái này cũng hiệu MCC, hàng nội địa Nhật này. Đó, đây. MCC và cái này thì nó cắt sắt được là 6 ly các bác nhá. Đó, cái này cắt sắt 6 ly size 350. Đó. Đây, lưỡi cắt thì cũng không có mẻ các bác nhá. Lưỡi cắt đẹp đây nhá. Đó, lưỡi cắt không mẻ đâu. Đó, lưỡi cắt còn đẹp nguyên. Đây nó dính bẩn thôi. Đó, đẹp nguyên các bác nhá. Đó. Cũng hiệu MCC, hàng nội địa Nhật. Chiều dài của cây kìm cắt sắt này được là 37 cm các bác nhá. Đó, cắt sắt là 6 ly. H26 cái này 220.000. Tiếp theo H27 là một cái bộ ô tô vít của hãng Vetsel các nhá. Đó, bộ tô vít hiệu Vetsel, bộ này mới chưa xài đâu các, còn nguyên hộp này. Đó, nó có 3 cây vít cộng, 3 cây vít trừ này, một cây mũi nhọn và một cây chữ V các bác nhá. Đó, 3 cây cộng, 3 cây trừ, một cây mũi nhọn, một cây chữ V. Đây, 3 cây cộng của nó là 0 này, 1, 2 và trừ là 2.5 mi, 4 mi và 6 mi này. Đó, 2.5, 4 và 6. Đó, có các thông số ở trên này rồi các bác nhá. Cán là bằng nhựa này, đó có hiệu Vetsel trên cán luôn. Đó, hàng chưa xài các bác nhá. Cái này thì nếu mà khi lắp vít vào thì chiều dài cả cán của cả cây vít thì nó được là khoảng 18 các bác nhá. Đó, khoảng 18,5. Đó, lắp vít vào cán thì dài khoảng 18,5 cm. Đó. Một bộ là có 2 4 tổng là 8 đầu vít các bác nhá. 3 đầu cộng, 3 đầu trừ, 1 đầu mũi nhọn, 1 đầu chữ V. Đó. Còn nguyên hộp hiệu Vetsel các bác nhá. Mã số H27 bộ vít này là 220 các bác nhá. H27 là 220.000. Mã số tiếp theo H28. H28 là một cái thước quận các bác nhá, thước dây. Thước dây, thước quận này. Thước này thì thước này nó là hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đó, có dấu nội địa này. Đó, hiệu là Seki Suzushi này. Đó, dài 30 m các bác nhá. Quận này dài 30 m. Đó, có dấu nội địa Nhật. Dây thì em có kéo ra em kiểm tra kỹ hết rồi các bác, không có bị đứt nhá. Số và vạch rất là rõ nét luôn, không có bị mờ trước đâu các bác. Đó, không có bị mờ đâu. Đó, em kiểm tra kỹ hết rồi, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Đây có một cái tay để các bác cuộn dây lại này. Đó, mã số H28 cái thước cuộn này là 250 các bác nhá. H28 là 250.000. Cái mã số tiếp theo H29. Mã số H29 này các bác. Đó. H29 là một cái cây búa của Pháp này các bác này. Đó, một cái cây búa của Pháp. Đây, cây này thì rất là đẹp luôn. Đầu búa thì gần như là chưa sử dụng luôn này các bác này. Đây, láng o luôn, chưa có bị cấn dập gì hết thôi nhá. Đó, các bác có thể thấy đầu búa cái này rất là đẹp. Đó, đây và ở trên đầu búa đây thì người ta có đóng logo hiệu này các bác này. Đây. Made in Brancy đây các bác nhá. Đó. Đây các bác có thể nhìn rõ này, đó. Made in Brancy các bác nhá, hàng của Pháp đây các bác nhá. Đó, Made in Brancy. Đó. Và có một đầu búa và một cái đầu như kiểu đầu cúc chim đi các bác. Đó, đầu này thì nó có các cái răng này các bác này, nó có các cái răng cưa. Đó.
một đầu búa và một đầu như kiểu đầu cuốc chim á. Đó, trên cán của cái này thì nó cũng có chữ đây các bác nhá. Đó, trên cán có chữ. Đây. Cán này thì đây ở do để ở bãi nên là nắng mưa nên là nó có một số vết nứt nhẹ trên cán này thôi, nó không có ảnh hưởng gì hết các bác nhá. Đó, hàng của Phát rất là chất lượng luôn. Đây, phần đuôi cán thì nó có một cái đầu như thế này các bác nhá. Đó. Chiều dài của cây búa này thì nó dài được là 45 cm các bác nhá. Chiều dài 45 cm. Chiều dài phần đầu búa thì được là 22,5 và đường kính đầu đóng của cây này thì được là khoảng 3,2 cm. Đó, hàng của Pháp các bác nhá. Đó, cây này thì các bác có thể mua về để sưu tầm này. Đó, cây này hàng sưu tầm các bác nhá, rất là đẹp luôn nhá. Đó, hàng sưu tầm, một cây búa của Pháp. Mã số H29 các bác nhá. Đó, bác nào đó, thích sưu tầm cây này thì có thể liên hệ cho em nhá. Mã số cây này là H29. Đó, H29. Mã số tiếp theo H30. Mã số H30 là một cái cây búa rồng này các bác này, búa chạm rồng hổ này. Đó, đây thì nghệ nhân bên Nhật người ta khắc từng nét một hình rồng này, một mặt hình rồng và một mặt hình hổ các bác nhá. Mặt hình hổ đó khắc rất là rõ nét. Đó, rất là đẹp luôn đây các bác nhá. Đó, con này thì nó có một lỗi nhẹ thôi. Đây, lỗi nhẹ ở chỗ đầu búa này thì nó hơi dập một ít này các bác này. Đó, nó hơi dập một ít ở cạnh đầu búa này thôi. Đó. Không có ảnh hưởng gì hết các bác nhá. Đây có chữ ở trên đầu búa đây các bác. Đó, đầu bên này thì cũng khá là đẹp này. Đó, đầu bên này khá là đẹp. Đó, một mặt đầu búa này là hình rồng và một mặt hình hổ các bác nhá. Đó, hình hổ hình rồng này. Đó, đây cán của nó là cán gỗ. Chiều dài của cây búa này thì được là 30,5 cm các bác nhá. 30,5. Và chiều dài phần đầu búa thì được là 10,5 và đường kính đầu đóng là 3 cm. Đó, cân nặng của cây búa này được 800 g các bác nhá. Nặng 800 g. Đó, cây này cũng là hàng sưu tầm luôn các bác. Mã số H30 cái này 500.000. Số tiếp theo H31. H31 cũng là một cái cây búa này. Cái này thì cũng có chạm hình hổ đây các bác nhá. Đó, con này thì nó chỉ có một mặt chạm hình hổ thôi. Đó, đây, một mặt chạm hình hổ, mắt hổ thì người ta có đính đồng đấy các bác này. Đó, mắt của con hổ người ta có đính đồng đấy các bác. Đây, mặt bên này thì không có gì, nó chỉ có một mặt bên hổ thôi. Đây, mặt bên này thì nó có một số vết nhăm nhăm một xíu này các bác này. Đó, không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Cái chất thép lâu ngày đó, đây cạnh này thì nó hơi dập một xíu. Đó. Cán thì về các bác đóng thêm chốt nêm vào các bác nhá. Chốt nêm vào cho chắc chắn này. Đó, cán gỗ thì còn đẹp. Đây, và đầu búa bên này thì đây, nó cũng hơi nhăm nhăm một xíu này. Cái này chất thép lâu ngày nó vậy thôi các bác. Đó, không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Chiều dài của cái búa này thì được là 30 cm các bác nhá. Chiều dài phần đầu búa là 10,5, đường kính đầu đóng của nó là 2,7. Đó, cân nặng của cái búa này được khoảng 650 g các bác nhá. Mã số H31 cái này 308 các bác nhá. H31 308. Mã số H32 là một cái cây rìu quân đội này các bác này. Đó, một cây rìu quân đội. Con này thì đây, trên bề mặt lưỡi rìu thì còn cái lớp sơn xanh của quân đội người ta sơn lên này các bác này. Đó, lớp sơn xanh còn các bác nhá. Đó, phần lưỡi thì em có mài lại cho nó sắc bén rồi các bác này. Đó, lưỡi thì nó hơi găm găm nên là em mài lại cho nó bén rồi các bác nhá. Đó, rất là sắc bén rồi. Đó, và phần cán của cái này thì cũng quân đội người ta sơn màu xanh, sơn xanh lên này các bác này. Đó, cán gỗ. Đây, người ta sơn màu sơn xanh quân đội lên đây các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Cái này các bác có thể mua về sưu tầm, hàng của quân đội. Chiều dài phần cán của cây này thì nó được khoảng tầm 80 cm các bác nhá. Chiều dài cán là 80 cm. Và chiều dài lưỡi rìu thì được là chiều dài lưỡi rìu là khoảng 20 các bác nhá. Chiều dài lưỡi 20, chiều rộng lưỡi của nó là 11,5. Đó. Và phần độ dày lưỡi thì đo ở trên phần đầu đóng thì nó khoảng là 2,3 các bác nhá, 2,3. Đây. Con này chốt nêm ở trên đầu thì chắc chắn rồi đây các bác nhá. Đây, nó hơi dài, hơi khó quay. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đó, chốt nêm thì chắc chắn rồi. Cân nặng của cây rìu này thì được là nó khoảng 2,5 kg các bác nhá. Đó, cây này nặng 2,5 kg. Đó, một cây rìu của quân đội H32, cây này 800.000. H32 là 800. Mã số tiếp theo H33. Mã số H33 cũng là một cái cây rìu bổ đấy các bác này. Đó, con này cũng hàng quân đội luôn này, còn nguyên lớp sơn đấy các bác nhá. Đó, cái lớp sơn xanh của quân đội còn đấy các bác. Đây, và nó có đây, ở trên đầu này thì nó có hình chim đại bàng và hình mặt trời đấy các bác này, có chữ tiếng Anh này, sun ear này. Đó, hình đại bàng và mặt trời các bác nhá. Phần đầu đóng thì người ta có xài lướt rồi nên là cái nó hơi tè sang hai bên một xíu này các bác này. Đó, người ta có sử dụng lướt thôi. Đây, lưỡi thì em chưa có mài này, cái này lưỡi chưa mài rũa gì hết các bác nhá. Đó, về thì nó hơi găm găm một xíu, về các bác có thể mài lại nhá. Đó, đây,
Thằng cán này thì các bác về chốt thêm, chốt đêm vào hai bên này cho nó chắc chắn các bác nhé. Đó. Chiều dài thân cán của cây này thì dài được là 34 cm, chiều dài lưỡi rìu thì được là 16 cm, chiều rộng lưỡi của nó là 8,5. Đó, một cái cây rìu bổ. Đó, con này thì lỗ chêm cán cũng là hình oval luôn các bác nhé, lỗ chêm cán hình oval. Cân nặng được 1 kg thôi nhá. Đó, nặng 1 kg. Mã số H33 cái này 520.000. Mã số tiếp theo H34. H34 là một cái lưỡi rìu các bác nhé, cũng một cái lưỡi rìu bổ của quân đội luôn. Đó, lớp sơn của quân đội đây thì cũng còn này, nó bong tróc mới một ít thôi. Đó, lưỡi thì em mài bén rồi các bác nhé. Đây, con này lưỡi rất là sắc bén rồi. Đó, lỗ trên cán thì cũng là hình oval này các bác. Và ở trên lưỡi rìu thì cũng có đóng logo hình chim đại bàng và mặt trời đấy các bác nhé. Đó, có chữ tiếng Anh mà nó hơi mờ rồi. Đó, chim đại bàng và mặt trời, đầu đóng còn đẹp này các bác. Chiều dài của lưỡi rìu này thì nó dài được là 17 cm, chiều rộng lưỡi của nó thì được là 8,5. Và độ dày lưỡi thì được là khoảng 2,2 các bác nhé, 2,2. Cân nặng của lưỡi này được... lưỡi này nó nặng 900g các bác nhé, nặng 900g. Mã số H34 là 480 các bác nhé, H34 480.000. Đến mã số tiếp theo H35. Đến mã số H35 là một cái lưỡi rìu bổ này các bác này. Đó, một cái lưỡi rìu bổ, con này hàng rèn thủ công các bác nhé. Đó, nó là thép rèn thủ công. Con này thì lưỡi nó không được đẹp mấy đâu các bác, đây thì nó có một vài vết rỗ nhăm nhăm một xíu này. Đó, nhưng mà cây này thì các bác mua về sử dụng trong gia đình bổ củi thì còn rất là ngon nhá. Thép của Nhật thì nó rất là sắc bén. Đó. Thép Nhật rất là bén luôn đấy các bác nhá, xài rất là ngon. Đó. Bác nào không quan trọng cái này thì nó không sưu tầm được đâu. Cái này thì xài thôi các bác. Đó, nó hơi rỗ rỗ một xíu ở đây này. Đó, nó có mấy vết rỗ rỗ một xíu ở đây thôi. Đó, bác nào mua về xài thì mua cây này các bác nhá. Chiều dài lưỡi thì là 19 và chiều rộng lưỡi của nó thì được là 8 cm. Độ dày thì 4 cm các bác nhá. Độ dày lưỡi khoảng 4 cm. Đó, cũng khá là dày đấy các bác. Đó, con này thì nó có mộc đóng chìm rất là sâu trên bề mặt lưỡi này các bác này. Đó, mộc đóng chìm rất là sâu. Đó, lưỡi này thì mấy bác mà có mua về sử dụng thôi nhá. Đó, lưỡi này không sưu tầm được đâu. Nó không đẹp mấy. Đó, nhưng mà thép thì rất là bén các bác nhá. Đó, cân nặng của lưỡi này được cái nặng lưỡi này thì nó là 1,5 kg các nhá, nặng 1,5 kg. Mã số H35 là 250.000. Mã số tiếp theo H36. Mã số H36 là một cái cây rìu chặt này các bác này. Đó, một cây rìu chặt rìu nhỏ loại mini này các bác. Đó, loại nhỏ mini. Đó, con này thì đây, thép thì cũng là thép rèn thủ công. Đó, thép rèn thủ công, lưỡi thì còn zin nguyên các bác nhá. Con này lưỡi em chưa có mài đâu. Đó, nó không mẻ nên là em không có mài lại đâu các bác. Đó, nó không có bị găm mẻ gì nên là lưỡi em để zin nguyên vậy luôn. Về bác nào muốn bén thì có thể mài cho nó bén các bác nhá. Đó, con này trên lưỡi thì nó có đây cái này lớp thép ghép các bác nhá, không phải nó bị nứt đâu mà người ta ghép thép nó thế các bác nhá. Đó, hai bên người ta ghép thép nó thế. Đó, đây, phần đầu đóng của nó còn đẹp đấy các bác nhá. Đây, phần cán của nó đây, chiều dài phần cán của cái này thì dài được là 31,5 và chiều dài lưỡi rìu thì được 8 cm này, chiều rộng lưỡi của nó thì được là cũng 8 cm luôn các bác nhá. Đó, dài 8 cm và rộng 8 cm luôn. Đó, cân nặng của cây này được cái này thì nặng được 300g thôi các bác. Đó, nặng 300g. Đó, cái này các bác nào có thể mua về, chắc cái này mua về chơi thôi hoặc là đi rừng đi dãy chặt linh tinh vậy. Đó, nặng 300g các bác nhá. H36 cái này 200.000. Mã số tiếp theo H37. Mã số H37 là một cái cây rìu chữ L. Đó, con này thì ba lớp thép các bác nhá, ba lớp thép. Đây, hàng rèn thủ công, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi đây các bác này. Con này bề mặt lưỡi đẹp đây các bác nhá, không có rỗ các bác này. Đó, hàng thì người ta cũng có xài rồi nên phần đầu đóng nó cũng có một số vết cấn dập một xíu. Đó, lưỡi rất là sắc bén luôn. Chiều dài lưỡi con này 11,5, chiều rộng lưỡi thì được 10 cm các bác nhá. Và độ dày lưỡi thì được khoảng tầm 2,4. Và chiều dài cán là 32 cm. Đó, chiều dài cán 32. Đây, bề mặt lưỡi đẹp này các bác này. Đó, cân nặng của cái này được 600g các bác nhé, nặng 600g. H37 cái này 250.000. Rồi tiếp theo H38 là một cái cây rìu bổ, rìu chặt này các bác này. Đó, con này các bác có thể sử dụng bổ mà đi rừng đi lại chặt cây cũng được này. Đó, cũng hàng rèn thủ công các bác nhé. Rồi, đó, bề mặt lưỡi thì đó, thép rèn thủ công khá là đẹp. Đây, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này các bác này. Đó, có mộc đây các bác nhé. Đó, lưỡi thì không có sứt mẻ gì các bác nhé, lưỡi bén nhé. Chiều dài lưỡi của con này thì được 18 cm, chiều rộng lưỡi của nó thì là khoảng 6,5 các bác nhá.
Độ dày lưỡi thì dày được là 1,8. Đó, độ dày lưỡi là 1,8 cm. Chiều dài cán thì dài được là 42 các bác nhá. Đó, cán dài 42. Đó, và cân nặng của cây này được khoảng 1,1 kg các bác. Đó, nặng 1,1 kg. Mã số H38 cái này là 280.000 các bác nhá. H38. Mã số tiếp theo H39. H39 là một cái cây này thì nó vừa là dáng dao và vừa dáng rìu đấy các bác này. Đó, con này thì đây hiệu Akatenki 2 carbon made in Japan này. Đó, lưỡi hai mặt các bác nhá, lưỡi hai mặt. Đó, bề mặt lưỡi sáng đẹp, lưỡi bén các bác nhá. Đó, lưỡi không có mẻ, rất là bén luôn. Khâu và lưỡi là đúc liền luôn. Cán này thì nó giống kiểu cán xương các bác, rất là bền nhá. Nó có một đinh chốt đây này. Đó. Con này thì tổng chiều dài cả cán của nó thì được là 27,5. Đó. Và đây, chiều ngang của lưỡi thì là 13 này. Đó, chiều ngang lưỡi 13, chiều rộng lưỡi thì được 12 cm. Đó, chiều rộng lưỡi 12. Độ dày lưỡi của con này thì nó dày được là khoảng 3 ni rưỡi các bác nhá, 3 ni rưỡi. Và cây này thì nó nặng là 500 g. Đó, cây này thì các bác cũng vừa có thể sử dụng thái rồi băm này, hoặc là chặt gà chặt vịt thì cũng khá là ok các bác. Đó, chặt gà chặt vịt thì cũng được đấy. Đó, nhưng mà không có chặt xương được các bác nhá, chỉ chặt gà chặt vịt thôi, tối đa chặt gà vịt không có chặt xương được. Đó, thái rồi băm các bác nhá, vừa dáng dao vừa dáng rìu. H39 cái này 250.000 các bác nhá. Mã số tiếp theo H40. H40 là một cái cây liềm này, cây câu liêm. Đó, cái này thì lưỡi mài một mặt này, khá là mới, còn nguyên lớp sơn luôn. Và tem mác của Nhật còn ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đây, mặt sau đây rất là nhiều chữ này các bác này. Đó, chữ ở mặt sau nhá. Ở trước này cũng có một cái mộc ở đây này các bác này, cũng có chữ ở đây mà nhìn nó hơi khó nhìn. Đó. Đây, trên cán thì cũng còn tem mác đây các bác nhá. Lưỡi của nó thì rất là sắc bén luôn nhá. Đó, con này lưỡi mài một mặt. Chiều dài phần lưỡi của nó thì được là 13,5. Và chiều rộng lưỡi của con này thì được là 4,3 cm. Chiều dài cán thì dài được 33. Đó. Con này thì độ dày lưỡi là dày được khoảng 3 ni rưỡi các bác nhá. Đó, dày 3 ni rưỡi. Có một cây câu liêm lưỡi một mặt, H40 130.000. Mã số tiếp theo H41. H41 một cây câu liêm này các bác, con này thì lưỡi mài hai mặt này. Đó, lưỡi mài hai mặt, lưỡi không mẻ, rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đó, nó có mộc ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đây, nó có mộc mà nhìn nó, người ta phủ cái lớp sơn màu đen nên là nó hơi khó nhìn đấy các bác. Đây này, nó có mộc ở chỗ ngón tay em chỉ đây này. Đó, nó có mộc ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, còn nguyên lớp sơn luôn. Đó, hai mặt thì đều còn lớp sơn đen này. Lưỡi rất là bén nhá. Đó, đây cán gỗ này. Về kích thước thì chiều dài lưỡi của con này thì được là 15. Đó. Và chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng 4,8 này. Độ dày lưỡi con này thì lưỡi nó dày được là 5 ly các bác nhá. Đó, cũng khá là dày đấy, lưỡi dày 5 ly. Và chiều dài phần cán của cây này được 36 cm. Đó, một cây câu liêm lưỡi hai mặt, H41 cái này 150.000 các bác nhá. Mã số tiếp theo H42 là một cái cây dao xới đất này, dao đi rừng này. Con này thì gần như là chưa sử dụng đấy các bác, còn nguyên sơn này. Đó, do để vãi nên là nó có một số vết rỉ sét một xíu và một số vết ố thôi các bác. Đó, chứ lớp sơn của nó còn đây các bác nhá. Đó, lớp sơn còn. Đây, cán gỗ thì chắc chắn hai đinh chốt này. Đó, con này thì các bác có thể sử dụng để xới đất này, hoặc là các bác đem theo đi rừng đi rẫy đào măng này. Đó, đào măng các bác nhá. Đây, phần lưỡi thì người ta rèn ở hai bên, nó hơi cong nhẹ lên. Đó. Chiều dài cả cán của cây này là 30 cm. Và chiều dài lưỡi thì được là khoảng 16,7 các bác nhá. Chiều rộng lưỡi của nó thì là 4 cm các bác này. Đó. Mã số H42 cái này 150.000 các bác nhá. H42 150.000. Mã số tiếp theo H43 là một cái cây dao thép thủ công này. Đó, thép thủ công. Con này dao kiểu như dao để sử dụng để cắt da đấy các bác. Đó, cắt mấy cái đồ bằng da, giày dép túi xách bằng da hay sao ấy. Đó, lưỡi thì mài một mặt các bác nhá. Lưỡi mài một mặt, thép là thép thủ công. Để mặt lưỡi đẹp không có lỗ này. Đây, chữ đóng chìm ở mặt sau đây nhá. Đó, chữ đóng chìm ở mặt sau, lưỡi thì khá là bén. Đây. Phần cán thì nó có bị tét nhẹ đây này các bác này, nó có một vết tét ở đây nên là người ta có quấn cái sợi dây kẽm vào đây các bác nhá, chắc chắn rồi. Đó, nó có một vết rẽ nhỏ ở đây, người ta quấn cái sợi dây kẽm vào phần cán. Con này chiều dài lưỡi các bác sử dụng thì nó được là khoảng 12,5 các bác nhá. 12,5 và chiều rộng lưỡi thì chiều rộng lưỡi đo phần rộng nhất đây là nó rộng 9 cm này. Đó, và độ dày lưỡi con này thì được 1 ly. Đó, độ dày lưỡi này 1 ly các bác nhá. Đó, lưỡi thì nó là lưỡi kiểu lưỡi cong tròn luôn, lưỡi tròn luôn nhá. Đó, một cây dao kiểu dao cắt da đấy các bác.
Đó, mã số H43 150.000. Mã số tiếp theo H44 là một cái cây dao chặt các bác nhá. Một cây dao chặt, con này lưỡi hai mặt. Đó, lưỡi mài hai mặt này. Đó, lưỡi rất là sắc bén luôn đây các bác nhá. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Đây, ở mặt trước này thì đẹp đây các bác nhá. Đó, chữ đóng chìm rất là nhiều ở mặt trước đây. Có mặt sau này thì nó có một số vết rỗ nhăm nhăm một xíu này các bác này. Đó, nó có một hai vết rỗ nhăm nhăm một xíu thôi, không ảnh hưởng gì. Đó, con này hai mặt chữ luôn nhá. Đó, mặt trước mặt sau đều có chữ này các bác. Đó, lưỡi bén này. Đó, lưỡi bén, sống dao thì còn khá là đẹp đây. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn đây các bác nhá. Chiều dài lưỡi của con này là 13,5 các bác nhá. Chiều dài lưỡi 13,5 và chiều rộng lưỡi là 7 cm. Đó, chiều rộng lưỡi 7 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày là 7 ly các bác nhá. Đó. Con này lưỡi dày 7 ly. Mã số H44 cây này là 308 các bác nhá. H44 308. Mã số tiếp theo H45. H45 là một cái cây dao chặt, con này lưỡi cũng mài hai mặt. Đó, con này thì cũng thép rèn thủ công. Đó, bề mặt thì khá là đẹp. Đây, chữ đóng chìm ở mặt sau đây. Lưỡi sắc bén không mẻ các bác nhá, sống dao đẹp này. Đây, cán gỗ cũng chắc chắn đây nhá. Chiều dài phần lưỡi của con này thì nó dài được 13,8 các bác nhá, 13,8. Chiều rộng lưỡi là 6,7 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này lưỡi dày 7 ly rưỡi các bác nhá. Đó, lưỡi dày 7 ly rưỡi. Mã số H45 cây này cũng là 308 các bác nhá. Đó, đây. Đó, mã số H45 cũng là 380.000. Số tiếp theo H46. H46 cũng là một cây dao đi rừng này. Con này lưỡi bài một mặt các bác nhá. Lưỡi một mặt. Đó, lớp sơn của nó cũng còn đây các bác. Đó. Con này thì nó không có chữ thôi các bác. Nhiều cây của Nhật người ta cũng không có đóng chữ này. Đó, đây. Hai mặt thì đều đẹp các bác nhá. Lưỡi một mặt. Đây, cán gỗ này các bác. Đó. Con này lưỡi rất là dài luôn đấy các bác này. Chiều dài tổng cả cán của cây này nó là 39,5 các bác nhá. Đó, chiều dài tổng cả cán là 39,5. Và chiều dài lưỡi của con này thì dài được là 22 các bác nhá. Đó, lưỡi rất là dài 22 cm. Chiều rộng lưỡi là 5,7. Và độ dài lưỡi của con này thì nó dày được là khoảng 6 ly rưỡi các bác nhá. Nó khoảng hơn 6 ly chứ. Nó khoảng hơn 6 ly một tí. Đó, mã số H46 cái này là 400.000 các bác nhá. Mã số tiếp theo H47. H47 một cây dao đi rừng, con này lưỡi cũng mài một mặt. Đó, chữ đóng chìm rất là rõ nét trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi thì không có rỗ các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi khá là đẹp luôn này. Đó, đây. Lưỡi mài một mặt các bác nhá, lưỡi sắc bén không mẻ. Đấy, cán còn đẹp chắc chắn nhá. Con này thì chiều dài cả cán của nó thì được là 34 cm. Đó. Và chiều dài lưỡi thì được là 16,5. Chiều rộng lưỡi con này thì là 3,7. Và độ dày lưỡi của nó thì dày được 5 ly các bác nhá, dày 5 ly. Mã số H47 cây này là 250.000. Mã số tiếp theo H48. Cũng một cây dao đi rừng, con này lưỡi cũng mài một mặt. Đó, lưỡi mài một mặt, bề mặt lưỡi thì cũng đẹp đây các bác nhá. Đây. Mặt sau có rãnh tản lực này. Đây, có chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây các bác nhá. Golden Dragon này, đó, hiệu Golden Dragon. Đây, cán gỗ đẹp này các bác. Đó, con này thì chiều dài lưỡi của nó là 15 cm các bác nhá. Và chiều rộng lưỡi thì được là khoảng tầm 4 cm. Độ dày lưỡi con này dày được con này độ dày lưỡi là 5 ly rưỡi các bác ạ. Đó, 5 ly rưỡi. Đó, mã số H48 cái này 200.000 các bác nhá. H48 200. Mã số tiếp theo H49 một cây dao chặt này. Con này lưỡi hai mặt các bác nhá. Lưỡi hai mặt, lưỡi sắc bén không mẻ này. Đây, chữ đóng chìm rất là nhiều trên bề mặt lưỡi. Sống dao đẹp đây các bác nhá. Đó, đây. Đó, hai mặt đẹp đây các bác nhá. Cán gỗ chắc chắn này. Đó. Con này thì chiều dài cả cán là 32 và chiều dài lưỡi của con này thì là 16,5. Chiều rộng lưỡi là 3,3 cm. Và độ dày lưỡi con dao chặt này dày được cũng 5 ly rưỡi các bác nhá, 5 ly rưỡi. Đó, con này lưỡi hai mặt. Đó, mã số H49 cái này 270.000. Mã số tiếp theo H50. H50 cũng là một cái cây dao chặt các bác nhá. Đó, con này thì lưỡi mài hai mặt này. Đó, lưỡi mài hai mặt, lưỡi rất là bén đây, nó có mọc ở trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, nó có mọc ở trên lưỡi đây, nhìn mà nó hơi khó nhìn một xíu. Đó. Con này thì lưỡi nó hơi lượn cong theo cái dáng form dao các bác nhá. Đó. Cái này lưỡi nó không phải là lưỡi thẳng mà nó hơi lượn cong một xíu này. Đó, hơi lượn cong một xíu, nó theo cái dáng dao các bác nhá. Theo cái form dao kiểu nó vậy nhá. Đó, và đây. Lưỡi và cán thì là thép rèn liền cán luôn. Phần cán này thì về các bác có thể quấn dây vải hoặc dây thừng vào để các bác cầm nắm sử dụng nhé. Chiều dài tổng cả cán của cái này là 28 cm. Và chiều dài lưỡi của con này thì dài được là 15.
Chiều rộng lưỡi là 3, khoảng 3,8 các bác nhá. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được đây, con này rất là dày 9 ly các bác nhá. Đó, con này lưỡi dày 9 ly. Đó. Hàng rèn thủ công, mã số H50, cái dao này 270 các bác nhá, H50 270. Mã số tiếp theo H51 là một cây dao Lakiri thép thủ công luôn này. Đó, một cây dao bếp dao Lakiri thép thủ công. Con dao thái bản vuông các bác nhá, dao thái bản vuông. Đây, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi đây các bác này. Và bề mặt lưỡi của nó thì còn lớp sơn đen còn nguyên đây các bác nhá, chưa bong chóc gì nhá. Đó, lưỡi thì không có mẻ này, khá là sắc bén. Cái dòng thép thủ công thì nó rất là bén các bác nhá. Nó rỉ thôi nhưng mà nó bén các bác. Đó, về các bác sử dụng xong thì các bác có thể lau khô rồi đó, lau khô đi thì nó sẽ đỡ rỉ các bác nhá. Cán thì là cán gỗ khâu nhựa tem mát của Nhật còn trên cán này. Chiều dài lưỡi của con này là 16 cm, chiều rộng lưỡi là 5,2. Và độ dày lưỡi của con này thì nó được con này độ dày lưỡi thì là 1 ly các bác nhá. Đó, 1 ly. Đó, một cây dao thép thủ công các bác nhá. Mã số H51, cái này 250.000. Mã số tiếp theo H52 là một cây dao bếp các bác này. Một cây dao bếp, cái này hiệu của nó là Masai Hero này. Đó, hiệu khá là nổi tiếng của Nhật đấy các bác, Masai Hero. Và chất thép của nó thì là molybdenum và vanadium. Stainless steel, thép không rỉ các bác nhá. Đó, hai cái chất thép này nó rất là cứng cáp luôn. Đó, cái thép này thì độ cứng nó rất là cao các bác nhá. Đó, mài thì nó hơi khó mài một xíu nhưng mà mài thì nó rất là bén và độ giữ bén được lâu các bác nhá. Đó, độ giữ bén được lâu. Đây, lưỡi thì về các bác có thể mài thêm cho nó bén các bác nhá. Đó, do để bãi nên là nó có một số vết chầy xước nhẹ thôi. Đó, con này không rỉ các bác nhá. Cán thì là cán đúc luôn này. Đó, cán đúc luôn, cán thì cũng không có rỉ luôn, con này không rỉ. Xài thì nó rất là sạch sẽ luôn nhá. Chiều dài tổng của chiều dài lưỡi của con này 18 và chiều rộng lưỡi là 4 cm. Độ dày lưỡi thì con này dày được là 1.5 các bác nhá, 1.5. Đó, một cây dao bếp hiệu Masai Hero, mã số H52, 250.000. Và tiếp theo H53 là một cái cây dao bếp này các bác này. Đó, cây dao bếp vân búa các bác nhá. Đó, con này thì có vân búa. Đấy, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi đấy các bác nhá. Hai mặt thì đều có vân búa này các bác. Đó, vân búa này. Con này cũng không có rỉ các bác nhá. Và lưỡi thì không có mẻ đâu. Đó, lưỡi không mẻ, về các bác sử dụng đến đâu thì các bác mà có thể mài đến đấy nhá. Đó, cán gỗ khâu nhựa, cán rất là mới luôn. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được là 17 cm, chiều rộng lưỡi của nó là 4,5. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được là 2 ly các bác nhá. Đó, con này lưỡi dày 2 ly. Mã số H53, cái này 270 các bác nhá. Mã số tiếp theo H54 là một cái cây dao gấp này các bác này. Đó. Cây dao gấp này thì nó có hiệu trên lưỡi đấy các bác nhá. Browning này, hiệu Browning. Lưỡi không mẻ nhá, rất là bén nhá. Đây. Lưỡi không có mẻ đâu, rất là sắc bén. Đây, cán thì được ốp gỗ hai bên này các bác. Đó, cán ốp gỗ hai bên đây có một cái quai đeo này. Đinh chốt rất là chắc chắn. Con này thì có một cái chốt ở đây này, các bác bóp cái chốt ở bên dưới này vào thì có thể gập lưỡi dao lại nhá. Đó. À, các bác bóp vào phần trên đầu này này, nó sẽ bật lưỡi dao ra này. Đó. Đây. Nó có một cái chốt đây, các bác bóp nó vào thì gập lưỡi dao lại nhá. Con này thì các bác có thể mua về gọt trái cây này các bác. Đó. Con này xài gọt trái cây khá là ngon đấy các bác. Chiều dài tổng của cây này là 20,5 và chiều dài lưỡi của nó thì được là 8,5 cm. Chiều rộng lưỡi là 2,4. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 2 ly các bác nhá. Đó, dày 2 ly. Mã số H54, cây dao gấp này 220 các bác nhá. H54 là 220. Mã số tiếp theo H55 cũng là một cái cây dao gấp. Đó, cây dao gấp này thì cán của nó là cán sừng các bác nhá. Cán thì được ốp sừng hai bên này. Đó, cán ốp sừng hai bên. Đó, đây, có một cái quay thì đó, có một cái quay ở đuôi này. Đó, chữ Nhật đóng chìm trên bề mặt lưỡi. Bề mặt lưỡi thì sáng đẹp này, lưỡi bén các bác nhá. Đó, lưỡi con này bén này. Đó. Cán là cán sừng, chiều dài tổng của cây này là 20 cm và chiều dài lưỡi thì được 7 cm. Chiều rộng lưỡi của con này thì nó khoảng tầm 2,2. Và độ dày lưỡi thì con này dày được con này lưỡi dày là 4.5 các bác nhá. Đó, lưỡi rất là dày luôn này. Đó, lưỡi dày 4.5. Con này không sử dụng thì các bác cũng có thể gấp nó lại nhá. Đó, gấp nó lại rất là gọn gàng luôn. Mã số H55, cây này 200 các bác nhá. H55 là 200. H56 cũng một cây dao gấp này các bác. Đó, H56 một cây dao gấp. Con này thì cán của nó như nó này cán bằng cán nhựa sao các bác này. Đó, nó có một mặt là có hình trâu và hình quỷ này các bác này, hình trâu và hình quỷ. Đây, và một mặt là hình rồng các bác nhá, và một mặt hình rồng. Phần cán thì đây nó có hai vết này.
Đây các bác lưu ý nó có hai vết, người ta đóng cái đinh chốt nên là nó có vết tét nhẹ, có hai vết tét nhẹ ở đây này. Đó. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhá các bác nhá. Nó chắc chắn này, về thì các bác nào không thích thì có thể đổ thêm keo vào nhá các bác nhá. Đó. Người ta đóng do người ta khi đóng cái đinh chốt tán này nó tét nhẹ ra một xíu thôi. Nó không ảnh hưởng gì hết, chắc chắn các bác nhá. Phần quay là quay của nó đây bằng đồng này các bác này. Đó, lưỡi đây thì có chữ này các bác, stainless steel, thép không gỉ các bác nhá, thép không gỉ. Lưỡi sáng đẹp nhá. Chiều dài tổng của cây này thì được là 18 này. Chiều dài lưỡi là khoảng tầm 6 cm. Chiều rộng lưỡi là 1,5. Đó, con này thì dày chắc khoảng 2 ly. Đó. Đó, con này các bác mua về chơi hoặc là ấy thôi, gọt trái cây thôi các bác. Đó, cũng có thể gập lại nhá, gập lại rất là gọn gàng luôn. Đó. Mã số H56 các bác nhá, H56 cái này 200.000. Đó, mã số H56 200. Số tiếp theo H57. H57 là một cái cây dao đi săn đi phượt này các bác này. Đó, con này thì hiệu là Winboy của Nhật này các bác, hiệu Winboy. Đó. Winboy của Nhật các bác nhá. Con này thì thép cũng không gỉ này các bác. Không có gỉ đâu, lưỡi thì mài một mặt nhá. Lưỡi không có mẻ này. Đó, hai mặt thì sáng đẹp đây. Đó, đây thì có các cái cạnh cạnh răng cưa này. Đây có cạnh này có thể sử dụng khui bia được này các bác này. Đó, cán thì là bằng nhựa cứng nhá. Chiều dài tổng cái này thì được là 20,5, chiều dài lưỡi của nó thì được là 9 cm, chiều rộng lưỡi là 3,5 cm. Và độ dài lưỡi của con này được 2 ni rưỡi các bác nhá, 2 ni rưỡi. Mã số H57 150.000. Mã số tiếp theo H58. H58 một cây dao găm này. Đó, con này lưỡi mài hai mặt. Đây. Hiệu Avenue của Nhật đây các bác nhá. Hiệu Avenue. Đó, đây trên này có chữ Sport K9 này, lưỡi có rãnh đây các bác nhá. Đó, hai mặt đều có rãnh. Con này thì lưỡi còn zin nguyên, em chưa có mài các bác nhá. Đó, lưỡi còn zin nguyên, về thì bác nào muốn bén thì có thể mài các bác nhá. Đó, em để nguyên zin luôn. Thân cán thì người ta có ốp nhựa này các bác này. Cán của nó là cán nhựa, cán sần sùi như kiểu da cá sấu các bác. Đó, và khâu là khâu đồng. Chiều dài tổng của cây này thì được là 25,5. Chiều dài lưỡi của nó thì được là 12 cm, chiều rộng lưỡi là chiều rộng lưỡi con này là 2,8 các bác nhá. Và độ dày lưỡi của con này thì nó dày được là khoảng 5 ly. Đó, cái này thì cũng là hàng sưu tầm dành cho mấy bác thích sưu tầm này. Mã số H58 500.000. Mã số tiếp theo H59. H59 cũng là một cái cây dao găm đây các bác. Đó, con này lưỡi cũng hai mặt, bề mặt lưỡi dao rất là sáng và đẹp. Đó, một bên lưỡi có rãnh đây các bác nhá. Đó, sống dao đẹp này. Đó, lưỡi dao bén các bác nhá, lưỡi dao sắc bén. Đó, hai mặt sáng đẹp, và đây thì nó có một mặt rồng đấy các bác này, cũng có một mặt rồng và một mặt quỷ đây các bác nhá. Đó, một mặt rồng một mặt quỷ. Con này thì chiều dài tổng cả cán là được 22,5. Chiều dài lưỡi thì được khoảng tầm là 13 các bác nhá. Chiều rộng lưỡi là khoảng 2,4. Độ dày lưỡi con này thì dày được là khoảng 3 ni rưỡi. Đó, 3 ni rưỡi các bác nhá. Đó, con này cũng hàng siêu tầm này các bác. Đó, mã số H59 cái này 450.000 các bác nhá. Mã số H59 là 450.000. Mã số tiếp theo H60. H60 là một cây dao găm. Đó, con này thì cán cũng là ốp sừng hai bên này. Đó, con này rất là chắc chắn luôn, các bác có thể thấy là cầm nó cũng khá là nặng nhá các bác. Đó, con này cầm khá là nặng, cán ốp sừng hai bên nhá. Đây, và hiệu của nó là hiệu Checkmark của Nhật này các bác này. Checkmark của Nhật. Bề mặt lưỡi thì nó còn một số vết nhăm nhăm một xíu, thì về các bác có thể đánh bóng thêm các bác nhá. Đó, bác có thời gian thì về các bác đánh bóng thêm phần lưỡi cho nó sáng đẹp ra này. Đó, lưỡi không sứt mẻ gì, lưỡi sắc bén nhá. Đó, phần khâu thì một bên là khâu thẳng và một bên khâu người ta vuốt cong các bác nhá. Tổng chiều dài của cây này thì nó khoảng là 24. Và chiều dài lưỡi thì được chiều dài lưỡi là 13,5, chiều rộng lưỡi là 2,5 cm. Và độ dày lưỡi của con này được 4 y rưỡi các bác nhá. Đó, độ dày lưỡi 4 y rưỡi, con này cũng hàng sưu tầm này. Đó, mấy bác thích sưu tầm con này thì có thể mua rất là đẹp nhá. H60 cái này 550.000. Số tiếp theo H61. Đây cũng một cây dao găm này các bác. Đó, một cây dao găm. Đây con này thì bề mặt lưỡi thì cũng khá là sáng và đẹp đây các bác nhá. Đó, khá là sáng và đẹp. Nó thì có một số vết nhăm nhăm ni ti một xíu này. Đó, không ảnh hưởng gì, em vệ sinh sáng đẹp rồi. Đó, lưỡi thì các bác về có thể mài thêm cho nó bén các bác nhá. Và phần cán của cây này thì nó là bằng nhựa các bác nhá. Đó, cán này cán nhựa giả sừng. Đó, cán nhựa giả sừng chứ không phải cán sừng đâu các bác. Đây. Chiều dài tổng của cây này là 23, và chiều dài lưỡi của con này thì được là 12. Chiều rộng lưỡi của nó thì là khoảng tầm 2,8 này các bác. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được là 3 ly các bác nhá. Đó, lưỡi dày 3 ly. Đó,
đây. Và con này lưỡi có bao da đây các bác này. Đó, lưỡi nó có bao da đây các bác nhá. Đó, có bao da. Bao da thì nó có một vài vết chảy xước nhẹ thôi các bác này. Đó, một vài vết chảy xước nhẹ thôi. Đây, cá bao da có đinh, có chốt gài này các bác. Đó, có chốt gài và có một cái quay đeo đây các bác nhá. Đó, có chốt gài và quay đeo đầy đủ này. Đây. Đó, có chốt gài và quay đeo luôn. Đó. Rất là đẹp. Mã số H61, cái này 350.000 các bác nhá. H61 350.000. Mã số tiếp theo H62 là một cái bào rau củ quả này các bác. Đó, một cái bào rau củ quả. Đó, rất là mới luôn nhá. Đây có logo hai người. À, hiệu là Willing các bác nhá. Hiệu Willing. Chiều dài của nó thì được là 15,5 cm và phần lưỡi sử dụng này thì rộng được là 4 cm các bác nhá. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén luôn nhá. Đây, lưỡi sắc bén này không có mẻ nhá. Con này thì bào nạo vỏ rau củ quả các bác nhá. Đó, mã số H62 120.000 các bác nhá. H62 120. Số tiếp theo H63 là một cái cây liếc dao này. Đây, cây liếc dao, cây này thì gần như là mới chưa qua sử dụng luôn các bác này. Đó, một cây liếc dao rất là mới đây các bác có thể thấy này. Đó, rất là mới luôn các bác nhá. Và cán là bằng nhựa cứng này. Đó, cán nhựa cứng, đuôi cán thì có một cái móc để các bác không sử dụng có thể treo lên nhá. Đó, một cây liếc dao rất là mới luôn nhá. Chiều dài của cây liếc này thì nó được là chiều dài cả cán là 31 cm. Và chiều dài lưỡi để các bác sử dụng thì nó khoảng tầm được là 17 các bác nhá. Đó, cái phần lưỡi liếc sử dụng thì là 17. Còn chiều dài tổng hết thì khoảng 20. Đó, một cái cây liếc dao liếc tròn các bác nhá, liếc tròn. Đó, mã số H63 180 các bác nhá. H63 180.000. Mã số tiếp theo H64. Đó, cũng một cái cây liếc tròn, cây này thì loại lớn hơn này các bác này. Đó, lớn hơn, dài hơn nhá. Đây, cây này thì ở trên lưỡi của nó có chữ đây các bác này, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Đó, rất là mới luôn nhá. Và phần cán của cái này thì nó cũng là bằng cán nhựa cứng các bác nhá. Nhựa cứng cũng có một cái quay để các bác không sử dụng có thể treo lên cho nó gọn gàng nhá. Tổng chiều dài cả cán của cây này là 42 cm và chiều dài lưỡi sử dụng thì được là khoảng 28,5. Đó, cũng là niếc tròn luôn các bác nhá, niếc tròn. Mã số H64, cái này 200.000. Đó, mã số H64 là 200. Mã số tiếp theo H65 là một cái cây rũa các bác nhá, một cây rũa kim cương. Cái này hàng mới chưa xài đâu các bác, còn nguyên bọc đây nhá. Đây, để em lấy ra giới thiệu các bác này. Đó, một cái cây rũa này. Đây, con này thì đây có chữ Japan ở trên lưỡi đấy các bác nhá. Nó có một mặt là mặt cong và mặt sau là mặt phẳng này. Đó, một mặt cong và một mặt phẳng các bác nhá. Nó hàng mới chưa xài. Cán thì được ốp gỗ hai bên và có 3 đinh chốt. Chiều dài tổng cả cán của cây này là 26,5, chiều dài lưỡi thì được 15,3 và bả lưỡi thì phần rộng nhất của nó là 2,5 cm các bác nhá. Đó, một cây rũa. Đây, hàng còn nguyên bọc đây các bác. Đó, đây trên bọc này có hướng dẫn này, có thể rũa lưỡi dao này, rũa lưỡi kéo và rũa lưỡi bấm móng tay các bác nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó, hàng chưa xài đâu các bác. Đó, mã số H65, cây này 200.000 các bác nhá. Đó, mã số H65 là 200. Đến mã số tiếp theo H66. Mã số tiếp theo H66. H66 một cây kéo cắt cành đúc này các bác. Một cây kéo cắt cành đúc. Đây, cây này thì cũng rất là đẹp luôn các bác này. Đó, con này thì hai mặt chữ nhá. Đây, mặt trước này, chữ mặt trước và mặt sau cũng có chữ này. Và lưỡi kéo của cây này thì còn rất là đầy đẹp và sắc bén đấy các bác nhá. Đó, lưỡi đầy đẹp sắc bén, không có sứt mẻ gì. Đó, lưỡi rất là bén luôn các bác nhá. Đó, lò xo là lò xo chữ V và chốt là chốt đúc luôn nhá. Đó, xài rất là bền luôn, chốt đúc. Đó. Chiều dài của cây kéo đúc này thì dài là cây này dài 20 các bác nhá. Đó, cây kéo đúc này dài 20, mã số H66, cái này 380 các bác nhá. H66 380.000. Mã số tiếp theo H67. H67 là một cái cây kéo cắt cành. Đó. Con này thì đây, bề mặt lưỡi kéo thì cũng khá là sáng và đẹp này các bác này. Đó, cái này em vệ sinh mà đấy để có một hai hôm mà nó đã hơi reset ra một xíu rồi. Đó, lưỡi thì còn đầy đẹp sắc bén đấy các bác nhá. Lưỡi rất là bén luôn. Đây, chữ nhật đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, hai mặt lưỡi sáng đẹp đây các bác nhá. Đó, hai mặt lưỡi sáng đẹp. Đó, cái này thì về các bác lau dầu nên là cho nó đỡ rỉ các bác nhá. Đó. Và phần cán thì là cán thép này, người ta phủ sơn mà nó cũng bị bong tróc một phần lớp sơn mạ ở cán rồi. Cái này dáng đuôi cong, chốt gài là bằng chốt nhựa các bác nhá, chốt nhựa. Chiều dài cái kéo này là 20 cm. Đó, mã số H67, cái kéo cành này 250.000 các bác nhá. H67 250.000. Mã số tiếp theo H68, một cây kéo cắt cành hiệu ARS. Đây, con này hiệu đóng chìm các bác, ARS này. Đó, bề mặt lưỡi thì
nó chỉ bị bong chóc cái lớp xi mạ thôi các bác nhá. Đó, cái lớp xi mạ nó bong chóc rồi. Đây, nó bong chóc, nó hơi nhăm nhăm này, không có rỗ các bác nhá. Nó đấy, nó chỉ chóc cái lớp xi mạ ra, nó nhìn nó đen một xíu thôi chứ nó không có rỗ. Đó, lưỡi kéo thì còn đầy sắc bén các bác nhá, không mẻ nhá. Đó, lưỡi kéo không mẻ. Đó, lò xo chốt gai đầy đủ, hiệu ARS, xài rất là ngon đấy các bác, hiệu nổi tiếng của Nhật. Chiều dài của cây kéo này là 19cm các bác nhá. Đó, chiều dài cây kéo này 19cm. Mã số H68 cây kéo này là 200.000, H68 là 200. Mã số tiếp theo H69 cũng một cây kéo cắt cành hiệu ARS các bác nhá. Đây, cũng hiệu ARS này. Con này thì lưỡi của nó thì hơi nhăm nhăm một xíu này. Đó, lưỡi hơi nhăm nhăm một xíu. Cái này thì về các bác có thể mài rũa cho nó sáng đẹp này các bác này. Đó, nó hơi nhăm nhăm, bên này thì nó có một hai vết nhăm nhăm xíu thôi nhá. Phần lưỡi thì không có mẻ các bác nhá, lưỡi bén nhá. Đó, hiệu ARS nó xài rất là ngon đấy các bác. Đó. Tay cầm thì có bọc cao su và nó có một vết rách nhẹ một xíu ở đây này, không ảnh hưởng gì nhá. Đó. Chiều dài của cây kéo này thì dài được là 18 các bác nhá, dài 18cm. Mã số H69 180.000, H69 180. Mã số tiếp theo H70 là một cái cây kéo cắt tôn lưỡi cong này các bác. Đó, con này thì thép cũng là thép rèn của Nhật các bác nhá, rất là cứng cáp luôn. Đây, lưỡi kéo đẹp không có bị mẻ nhá. Đó, lưỡi kéo đẹp sắc bén không xước mẻ gì hết nhá. Đây, và chữ Nhật ở trên hai mặt của trên cán kéo này. Đó, lưỡi thì là lưỡi cong các bác nhá, nên là các bác cắt tôn thì nó rất là tiện lợi luôn. Đó, khi các bác cắt thì phần tay các bác sẽ không chạm xuống tôn đâu. Đây, tay cầm có bọc cao su này, cũng còn khá đẹp liền lạc đây các bác nhá. Đó, chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì dài được là 26cm. Và chiều dài lưỡi kéo thì được là khoảng 7cm các bác nhá, chiều dài lưỡi kéo khoảng 7cm. Đó, cây kéo cắt tôn lưỡi cong mã số H70, cái này 220 các bác nhá, H70 220. Mã số tiếp theo H71 là một cái cây kéo cắt tôn của Mỹ các bác nhá. Đó, con này thì lưỡi của nó hơi cong nhẹ lên này các bác này. Đó, hơi cong nhẹ thì khi các bác cắt tôn thì phần tay nó cũng không có chạm xuống tôn đâu. Đó, rất là dễ sử dụng luôn. Đây, hiệu của nó là hiệu WIT này các bác, USA này. Đó, hiệu WIT USA. Đây, con này thì lưỡi cũng đẹp các bác nhá, không có mẻ nhá. Đó, lưỡi kéo đẹp không mẻ. Đó, có lò xo trợ lực ở bên trong và có chốt gài ở phần trên đây các bác nhá, chốt gài ở trên đầy đủ này. Đây, tay cầm có bọc cao su thì nó có hai vết rách nhẹ ở đây này, nên người ta có đổ keo vào đây nó chắc chắn lại rồi các bác nhá. Đó, nó có hai vết rách nhẹ ở trên cán đây thôi. Đó. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì dài được là 24cm. Và phần lưỡi kéo thì nó khoảng tầm được 4cm thôi các bác nhá. Đó, lưỡi kéo nó được khoảng tầm 4cm. Đó. Một cây kéo cắt tôn của Mỹ các bác nhá. Mã số H71, cái này 250.000. H71 250.000. Mã số tiếp theo H72 cũng là một cái cây kéo cắt tôn. Cái này cũng là lưỡi nó cong các bác nhá, lưỡi cong này. Đó, con này thì lưỡi không có mẻ đâu các bác. Đó, cũng không có mẻ nhá. Lưỡi rất là dày dặn luôn này. Nó thép thì cũng là thép rèn rất là cứng luôn nhá. Cái dáng kiểu dáng này thường thường nó hay là quả Mỹ này các bác này, nó có khi nó đóng ở trong này này. Đó, kiểu dáng này nó cũng dễ là quả Mỹ này mà không thấy nó đóng hiệu chứ gì. Có khi nó đóng hiệu ở trên cán này mà cái phần cao su nó che mất rồi. Đó, phần bọc cao su che mất rồi các bác. Đây, cán tay cầm bọc cao su. Chiều dài của cây này là 28cm và chiều dài lưỡi kéo thì được là 6cm các bác nhá. Con này thì độ dày lưỡi thì nó cũng rất là dày. Độ dày lưỡi kéo của con này thì nó được 1cm luôn các bác. Đó, các bác có thể sử dụng để cắt tôn lớn được nhá. Đó, cắt tôn lớn được. Đó, mã số H72 cái này cũng 250.000 các bác nhá. H72 250.000. Mã số tiếp theo H73 cũng là một cái cây kéo cắt tôn. Đó, cây kéo cắt tôn này thì nó là lưỡi thẳng này các bác này. Đó. Con này thì nó là lưỡi thẳng, thép thì cũng là thép rèn của Nhật các bác nhá. Đây, chữ ở hai mặt trên cán kéo này. Đó, thép rèn của Nhật rất là cứng cáp, lưỡi kéo đẹp đấy các bác nhá, không có mẻ nhá. Đó, lưỡi đẹp sắc bén lắm các bác nhá, con này rất là bén luôn. Chiều dài tổng của cây kéo cắt tôn này là 26,5 và chiều dài lưỡi kéo thì được là khoảng 6,3. Đó, mã số H73 cái này 150.000 các bác nhá, H73 150.000. Mã số tiếp theo H74 là một cái cây kìm cộng lực loại nhỏ này các bác, có kìm cắt. Đó, kìm cắt, kìm cộng lực. Cái này hàng mới chưa xài, hiệu MCC Japan này các bác này. Đó, MCC Japan, hàng mới chưa xài. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén đây các bác nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Có lò xo trợ lực ở bên trong và có chốt gài đầy đủ hết nhá. Chiều dài của cây kìm cắt này thì nó dài được là 21cm. Đó, con này thì các bác có thể sử dụng để cắt dây điện hoặc là cắt kẽm bonsai cũng được nhá. Đó, cắt dây kẽm khoảng 1-2 ly các bác nhá. Đó, cắt mấy loại dây kẽm nhỏ khoảng 1-2 ly. Đó, hiệu MCC của Nhật, mã số H74 cái này 150.000. Mã số tiếp theo H75 là một cái cây kìm kẹp hàn này các bác này. Đây, con này thì nó là thép rèn thủ công của Nhật.
đó có chữ đóng chìm trên phần cán đây các bác nhé. Con này thì lưỡi của nó là lưỡi thẳng này, đó lưỡi thẳng, đó đây lưỡi đẹp đây các bác nhé, lưỡi đẹp, đó miệng kẹp đẹp đây các bác nhé, gần như là chưa xài luôn. Về kích thước thì chiều dài của cây kìm này thì nó dài được là 26,5 và phần miệng kẹp của nó thì rộng được là 6 cm. Đó, con này thì các bác có thể sử dụng để kẹp những cái miếng sắt, miếng thép các bác nhé. Đó, kẹp miếng sắt, miếng thép, hoặc là mấy bác mà có rèn dao, rèn kéo thì có thể sử dụng để kẹp dao, kéo này. Đó, để kẹp mà kẹp những cái miếng sắt, miếng thép để đưa vào lò hàn đấy các bác. Đó, đưa vào lò để các bác đun nóng nhá. Đó, một cây kìm hoặc là kẹp hàn được đấy các bác. Đó, mã số H75, cái này 150.000 các bác nhá. H75 150.000. Mã số tiếp theo H76 là một cái cây kìm, cũng một cây kìm kẹp hàn luôn các bác nhá. Cái này thì hiệu Virip của Mỹ này. Đó, hiệu Virip. Đó, con này thì nó là hàng bãi mà các bác, đó do để ở bãi nên là nó cái lớp xi mạ nó cũng bị bong chóc rồi này. Đó, bên này thì đây cũng có chữ luôn. Lớp xi mạ bong chóc rồi nhưng mà cái hàng Mỹ thì xài rất là bền các bác nhá. Đây, miệng kẹp của nó thì người ta cũng có sử dụng rồi này các bác này. Đó, có sử dụng rồi nhưng mà kẹp rất là chắc chắn và miệng kẹp thì cũng còn tương đối là đẹp đây các bác. Đó. Chiều dài của đây, đó hiệu Virip ở dưới. Chiều dài của cây kìm này thì dài được là 20 cm và phần miệng kẹp của nó thì rộng là khoảng 7,5 các bác nhá. Đó. Miệng kẹp rộng 7,5, một cây kìm bấm chết. Đó, bấm chết kẹp hàn. Mã số H76 280.000. Mã số tiếp theo H77 là một cái cây kìm bấm chết này các bác này. Đó, con này thì đây, lớp xi mạ rất là sáng và đẹp. Đây có chữ này các bác này, chữ đóng chìm đề vai này. Đó, có hình bàn tay nắm vào nhau đây các bác nhá. Đây 10CR, chất thép CRV khá là cứng cáp. Đây dưới này có chữ này các bác. The best quality in USA này. Đó, bên này cũng có chữ luôn các bác nhá, in USA. Đó, đây, cái này thì răng lợi của nó đẹp đây các bác nhá, chưa bị cấn dập, chảy trượt gì hết các bác nhá. Đó, răng lợi đẹp đây. Đó, răng trên răng dưới đẹp các bác nhá. Đó. Đó, kẹp thì khá là chắc chắn luôn đấy các bác. Đó, đây. Chiều dài của cây kìm này thì nó dài được là 22 cm. Đó, dài 22 cm, mã số H77, cái này 250.000 các bác nhá. H77 là 250.000. Mã số tiếp theo H78 là một cái cây kìm bấm cốt. Cái này hiệu của nó Izumi các bác nhá, hiệu Izumi. Đây có dấu thôi địa Nhật này. Đó, hàng nội địa Nhật đây các bác nhá. Đó, khá là mới luôn, tay cầm các thứ thì khá là liền lạc. Có sử dụng tốt các bác nhá. Cái này thì đầu bấm cốt của nó là đầu 1.25 này, 2, 5.5 và 8 các bác nhá. Đó, đây, đầu bấm cốt đẹp đây các bác nhá. Đó, đầu bấm cốt đẹp này, sử dụng tốt các bác nhá. Đây. Đó, con này bóp ra bóp vào hoạt động rất là tốt, không có hư hại gì hết nhá. Chiều dài của cây kìm bấm cốt này thì nó dài được là 27 cm các bác nhá. Dài 27 cm, một cây kìm bấm cốt hiệu Izumi, hàng nội địa Nhật, mã số H78 250.000 các bác nhá. H78 250.000. Mã số tiếp theo H79, một cây kìm là một cái cây kìm kẹp quay hàn các bác nhá. Đây cây này hàng mới chưa xài đây, các bác còn nguyên trong hộp luôn. Đây, một cây kìm kẹp que hàn. Đó, còn nguyên bọc đây các bác. Đó, đây, con này thì mới chưa xài luôn các bác nhá. Đó, kẹp rất là chắc chắn luôn. Đây cái miệng kẹp, đế kẹp của nó là bằng đồng đấy các bác nhá. Đó, bằng đồng. Đây thì có số hiệu này KD-500 này các bác. Đây, phần tay cầm là bằng nhựa. Cái này thì về các bác nối dây hàn vào để các bác sử dụng kẹp que hàn các bác nhá. Đó, kẹp que hàn. Đó, và đi kèm thì người ta có tặng kèm cho một cái cây lục giác này các bác này. Đó, một cái cây lục giác. Đó, và một cái miếng lá đồng này. Đó, miếng lá đồng này thì để các bác chêm đệm vào cái cây kìm này các bác nhá. Đó, chêm đệm vào cây kìm này. Đây, hàng còn nguyên hộp đấy các bác nhá. Hiệu của nó là hiệu Misa này. Hiệu Misa MS500 và công suất 500A này. Đó, công suất 500A. Đó, hàng mới chưa xài các bác nhá. Cây kìm kẹp que hàn H79 này 250.000 các bác nhá. H79 là 250.000. Một cây kìm kẹp que hàn. Mã số tiếp theo mã số H80. H80 là một cái cây kìm mỏ quạ này. Đó, cái này thì hàng cũng chưa qua sử dụng đâu. Hiệu là hiệu Best của Nhật đấy các bác này, hiệu Best Japan này. Đó, Best Japan. Đây răng lợi thì chưa cấn dập, chảy trượt gì hết các bác nhá. Đó, răng lợi, răng trên răng dưới đều đẹp nguyên này. Đó, tay cầm bọc cao su, không có chảy xước rách dưới gì hết nhá. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Chiều dài của cây kìm mỏ quạ này thì được là khoảng 24,5 các bác nhá. Đó, dài 24,5 cm, mã số H80. Cái này 150.000 các bác nhá, rất là mới luôn. H80 150.000. H81 là một cái cây kìm đa năng này các bác. Đó, cây kìm đa năng. Cái này thì nó có hiệu đóng chìm ở trên đây các bác nhá, hiệu Hemco của Nhật. Đó, nó có một đầu búa này các bác này.
đó, đầu búa này, cái nó bị chóc một ít xi mạ ở phần đầu búa này đó. Và cái này thì nó không gỉ đâu các bác, không gỉ. Nó có ba miệng kẹp nữa các bác nhá, một miệng kẹp nhỏ ở trên phần đầu này, đó, răng lợi đẹp nhá, và một miệng kẹp ở giữa này, và một miệng kẹp ở dưới này nữa các bác nhá, một miệng kẹp dưới này, răng lợi các thứ đẹp. Đó, cái này vừa búa vừa kìm các bác nhá. Đó, một cây vừa búa vừa kìm, tay cầm các thứ liền là khá là mới. Chiều dài của cây này được là 25 cm các bác nhá, dài 25 cm. Đó, mã số H81 là 220 các bác nhá, H81 220. Mã số H82 là một cái cây mỏ nết răng. Cái mỏ nết răng này thì hiệu là MCC của Nhật này các bác này, MCC size 250 giống nội địa Nhật này. Đó, MCC size 50 giống nội địa Nhật. Cái này thì phần cán lớp xi mạ, lớp sơn mạ nó bị bong chóc mất một số chỗ này. Đó, nhưng mà răng lợi thì rất là đều và đẹp đây các bác nhá. Đây, răng lợi đều đẹp, nó dính một số bụi bẩn thôi. Đó, răng trên răng dưới đẹp các bác nhá, chưa bị cấn dập gì nhá. Đó, lò xo đẩy ra đẩy vào sử dụng tốt này các bác. Con này thì phần miệng của nó có thể mở tối đa được là 3,5 cm. Đó, 3,75 cm các bác nhá, hiệu MCC size 250 mm. Đó, mã số H82, cái này 150.000 các bác nhá. H82 150.000. H83 là một cái cây đục bê tông. Đó, con này hiệu Mokuba này, made in Japan này. Đó, đây Mokuba made in Japan, tay cầm các thứ liền lạc đẹp này. Đó, tem mác còn đấy các bác, lưỡi đục thì không có mẻ các bác nhá. Cái này thì hàng người ta cũng có sử dụng rồi các bác nhá. Đó, có sử dụng rồi, nhưng mà thép thì rất là cứng cáp nên là các bác xài thì nó cũng rất là bền luôn các bác nhá. Đó, đầu đóng thì còn khá đẹp đấy các bác. Chiều dài của cây đục này 23,5 và phần lưỡi sử dụng của nó là 2,5 cm. Đó, lưỡi sử dụng rộng 2,5 các bác nhá. Và độ dày của lưỡi đục này thì nó được là khoảng 4 ly các bác nhá. Đó, 4 ly. Đó, cây đục bê tông H83 này 130.000, H83 130. H84 cũng một cây đục bê tông. Cái này thì hàng xài lướt rồi các bác nhá, hàng cũng đã qua sử dụng rồi. Đó, hiệu Mokuba Japan này. Đó, Mokuba Japan đây. Lưỡi không mẻ các bác này, lưỡi em có mài lại rồi. Đó, đây, phần đầu đóng thì người ta xài lướt rồi các bác nhá. Đó, cũng có xài lướt rồi. Đó, mà thép thì rất là cứng luôn đấy các bác. Chiều dài của cây đục này thì được là 18 cm, phần lưỡi sử dụng rộng là 7,5 cm các bác nhá. Đó, hiệu Mokuba, mã số H84 150.000. H84 150.000. Số tiếp theo H85 cũng một cây đục bê tông. Đó, một cây đục bê tông. Con này thì nó không có gỉ các bác nhá, không gỉ này. Đây, cái lớp xi mạ thì ở trên đây nó bị chóc mất một ít thôi các bác này. Đó. Chóc mất một ít thôi. Đây, phần đầu đóng thì còn đẹp đây các bác nhá, không gỉ. Và hiệu là Rober của Nhật này các bác này, hiệu Rober của Nhật nhá. Đó, lưỡi đục thì đẹp này. Chiều dài của cây đục này là 20 cm. Lưỡi sử dụng của nó rộng là 6,8. Và độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi 4.5 các bác nhá. Đó, lưỡi khá là dày luôn, 4.5. Đó, có lớp xi mạ đây chóc một xíu thôi, không ảnh hưởng gì hết. Mã số H85 150.000 luôn các bác nhá. H86 là một cái cây bơm mỡ bò này. Đó, con này thì hiệu của nó là hiệu Yamada Zuki này. Hiệu Yamada Zuki. Đó, có giống nội địa Nhật đây các bác nhá, hàng nội địa Nhật. Made in Japan này, nó made in Japan. Đó, con này thì cũng còn khá là đẹp đấy các bác. Đó, khá là đẹp. Ống bơm mỡ này, đẹp đấy các bác nhá. Đó. Tổng chiều dài của cây bơm mỡ bò này thì nó được là 38 cm, và chiều dài của cái ống bơm thì được là 17 các bác nhá. Chiều dài ống bơm 17 cm. Đó. Một cây bơm mỡ bò, nó không có mỡ đâu các bác, về cho mỡ bò vào được các bác sử dụng nhá. Đó, một cây bơm mỡ bò hàng nội địa Nhật. Mã số H86 cái này 180 các bác nhá. H86 180.000. Đó, thì em xin kết thúc video tại đây các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.